5 + 2 = 7 + 1 = 8 ạ. 8
Và khi mà chúng ta tính thì chúng ta còn phải lưu ý điều gì? Số cùng là thẳng cột với nhau đúng không ạ? Và khi chúng ta thực hiện tính thì như thế nào? Ai biết? Là 7 8 7 1 1 3 7 8 7 1 3 7 8 7 1 3 7 8 7 1 3 7 8 7 1 3 7 8 7 1 3 7 8 7 1 3 7 8 7 1 3 7 8 7 1 3 7 8 7 1 3 7 8 7 1 3 7 8 7 1 3 7 8 7 1 3 7 8 7 1 3 7 8 7 1 3 7 8 7 1 3 7 8 7 1 3 7 8 7 1 3 7 8 7 1 3 7 8 7 1 3 7 8 7 1 3 7 8 7 1 3 7 8 7 1 3 7 8 7 1 3 7 8 7 1 3 7 8 7 1 3 7 8 7 1 3 7 8 7 1 3 7 8 7 1 3 7 8 7 1 3 7 8 7 1 3 7 8 7 1 3 7 8 7 1 3 7 8 7 1 3 7 8 7 1 3 7 8 7 1 3 7 8 7 1 3 7 8
Thank you.
tình huống thực tế có bạn được chúng ta không? Chuyện của heo con ở trường, heo con hay bị các bạn trêu chọc. Ê nhìn kìa, heo mập kìa, khỉ thường đón đường và bắt nạt heo con, ai phải làm cho nàng một quả chuối. Heo con lo lắng sợ hãi, tìm chuối ở đâu bây giờ? Heo con không thể tập trung học bài. Cô giáo đã nhắc nhở các bạn
Thank you.
Vậy các bạn nên
Ba bàn cuối cùng
Bức tranh số 5
thứ 6.